cuộc cách mạng công nghiệp đang thay đổi thế giới của chúng ta. Các công nghệ mới đang tạo bước đột phá lớn trên tất cả mọi mặt của nền kinh tế, chính trị và xã hội. Tuy nhiên, phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng số hóa và sự quyết tâm khác nhau, chính phủ mỗi nước sẽ có chiến lược để xây dựng chính phủ số và phát triển kinh tế số phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Chính phủ số được công nhận là một sáng kiến quan trọng đối với cải cách hành chính công, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu nỗ lực cho cả chính phủ và người dân. Việc xây dựng chính phủ số tạo ra các giá trị mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp các chính phủ minh bạch và hiệu quả hơn. Trong khi đó, dữ liệu mở cho phép mọi người truy cập và sử dụng các dữ liệu, giúp thông tin nhanh chóng, chính xác, mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế số. Trên thế giới thì Estonia, Mỹ, Úc, Hàn Quốc hay Israel đang là các quốc gia dẫn đầu nhanh chóng nắm bắt các lợi thế của chính phủ số. Estonia được biết tới như một quốc gia số hóa thành công nhất trên thế giới. Nhờ có số hóa, các cuộc họp của chính phủ Estonia rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Trước đây các cuộc họp của chính phủ kéo dài từ 4 đến 5 tiếng, đến nay trung bình chỉ từ 1 đến 30 phút. Hàng năm thì Estonia thường dành từ 1% đến 1,4% ngân sách cho việc xây dựng chính phủ số, giúp tăng thêm 2% GDP mỗi năm. 99% dịch vụ công của quốc gia này đều được cung cấp trực tuyến. Tại Mỹ, hệ thống định vị toàn cầu GPS đóng góp 122 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho kinh tế Mỹ. Dữ liệu mở về thời tiết ở Mỹ tạo ra hơn 400 doanh nghiệp sử dụng hơn 4.000 lao động. Dữ liệu mở ở Úc đem lại lợi nhuận trên mức đầu tư khoảng 500%. Tại Hàn Quốc, chỉ riêng việc áp dụng hệ thống đấu thầu trực tuyến Connect đã giúp tiết kiệm 8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến hàng năm ước tính giúp tăng thêm 0,5% GDP cho Hàn Quốc. Chính phủ Israel thực hiện 3-0, không giấy tờ, không bảo vệ, đi vào các cơ quan nhà nước đều bằng dấu vân tay và không có khiếu nại bằng văn bản. Thống kê của tạp chí Forbes được thực hiện trong năm 2016 cho thấy lĩnh vực kinh tế số thế giới có giá trị khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 3,8% giá trị nền kinh tế toàn cầu. Còn tại các quốc gia ASEAN, giá trị này đạt khoảng 150 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của các quốc gia thành viên. Việc thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tế số có thể giúp GDP của các nước ASEAN tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới. Theo báo cáo của McKinsey, ước tính tiềm năng kinh tế của dữ liệu mở trong khoảng từ 3 đến 5.000 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu mỗi năm. Một số nghiên cứu ước tính tác động vào khoảng 1% GDP của một quốc gia. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về chính phủ điện tử năm 2016, Việt Nam hiện đang xếp thứ 89 trong tổng số 193 quốc gia thành viên, tăng 10 bậc so với năm 2015. Việt Nam đã cắt giảm, loại bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính với nhiều thủ tục có thể coi là giấy phép con và là rào cản cho tăng trưởng. Theo báo cáo thực hiện nghị quyết 36A NQCP về chính phủ điện tử tháng 6 năm 2018, Việt Nam hiện cung cấp gần 50.000 dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 và 4 trên 50 bộ ngành và địa phương, ban hành kiến trúc chính phủ, chính quyền điện tử. 6 cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm đăng ký kinh doanh, cư dân, dân số, đất đai, tài chính, bảo hiểm cũng đang dần hoàn thiện. Đó là những kết quả rất đáng ghi nhận của Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất về quốc gia số của Alpha Beta, đánh giá 11 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đang xếp cuối bảng. Theo Alpha Beta thì điểm yếu nhất của Việt Nam là hệ thống pháp luật. Theo báo cáo phát triển của Ngân hàng Thế giới, chỉ số thích ứng số năm 2016 chỉ đạt mức 0,46 trên 1, cao hơn một chút so với các nước có thu nhập trung bình thấp, nhưng thấp hơn mức trung bình của khu vực. Theo các chuyên gia World Bank, Việt Nam đang ở mức khá thấp về mức độ sẵn sàng dữ liệu mở. Với 8 khía cạnh đánh giá, khía cạnh khung chính sách và pháp lý chỉ ở mức được đánh giá trung bình, bao gồm lãnh đạo cấp cao, cấu trúc thể chế, trách nhiệm và năng lực trong phạm vi của chính phủ. Chính sách quản lý, quy trình thủ tục và dữ liệu sẵn có của chính phủ và nhu cầu đối với dữ liệu mở có 3 khía cạnh được đánh giá khả quan bao gồm năng lực khai thác, nguồn tài chính và cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lực kỹ thuật quốc gia. Dự thảo nghị quyết về phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025 của chính phủ đặt mục tiêu. Năm 2020, Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến và chỉ số phát triển chính phủ điện tử. Đến năm 2025, 100% cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa, điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối.
chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, các giao dịch phải được xác thực. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp không giấy tờ. Đồng thời, các mục tiêu này cũng được kỳ vọng là sẽ đồng bộ hóa và gắn kết chặt chẽ với các chiến lược phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam cần sớm có một chiến lược quốc gia về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy sự phát triển của chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số. Trước hết là hình thành đồng bộ hạ tầng số quốc gia với trọng tâm cấp bách là hệ thống cơ sở dữ liệu mở quốc gia. Những khó khăn, thách thức và các giải pháp cho việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, phát triển kinh tế số, phát triển hạ tầng số sẽ được các lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp và các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin Việt Nam, Việt Nam ICT Summit 2018 với chủ đề hướng tới chính phủ số và kinh tế số ngày hôm nay.